Đất nước Nhật rất sạch sẽ và con người Nhật rất kỷ luật. やっぱ日本はすごいとても綺麗で、あと皆さんこう礼儀正しくてすごい印象を受けます。Hiện tại thì Tây được tầm hơn 20 ngày rồi. Nên là mà tiền tiết kiệm thì cũng rất tốt. まあ、怪我からもう20日も経ったので、まあ、今はもう状態は、まあ、会長にあの回復の方向を届けます。thì bây giờ thì em sẽ cố gắng hồi phục tay sớm nhất có thể và em nghĩ là em sẽ tự tin khi thi đấu ở đây. 自信の方はあります。まずは、まあ、怪我の方を、しっかりと治して、開幕に備えたいと思います。